Trời dễ thương quá. Wow. Mấy tuổi rồi chị? 2 tuổi rưỡi. Dễ thương chưa? Wow. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Con chó này của chị hả? Kiki. 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 Tên gì? Nào, mẹ cho em uống nước nè. Rồi cái mặt bên đây cho nó sáng nè. Wow. Qua bên đây nè, mẹ cho em nè. Đi qua đây mẹ cho con ăn nè, nhanh lên. Wow, mặt dễ thương không? Cho con ăn đi, con ăn nó lại đưa cái máy vô mặt con á, con mất cỡ hả? Trời. Em đứng lên đi mẹ thương nào, em đứng lên đi. Trời ơi, đứng lên biểu diễn lên nè. Em đứng lên đi mẹ thương nào. Đứng lên con nào mẹ bồng đi. Bấm bấm bấm. Bấm cà chua mẹ ao. Em đứng lên đi. Đứng dưới đất nó mới đòi. Em đứng lên đi, ở dưới đất dơ quá. Mày đứng dưới đó, nó quay, đứng dưới đây nè. Ừ. Không, ý là đứng lên cho nó. Nó đứng cái bàn đó. Ôi, mặt dễ thương nha, con mặt cái kia. Ôi. Mẹ Phượng tới, mẹ Phượng tới thôi. Rồi, để coi kìa. Có quay tháo áo không? Quay tháo áo đẹp lắm. À, tháo áo luôn. Dễ thương không? Rồi, con đứng lên để tháo áo đi. Nó mấy tuổi rồi chị? 2 tuổi rưỡi, em 2 tuổi rưỡi rồi. Em đẹp lắm. Ôi, dễ thương không? Ơi. Chẳng qua mặc áo cho nó sạch sẽ, bụi nó bay vô người con. Đẹp không? Đẹp không? Ở đây đi ngoài đường tủ không có bông á. À chị ha. À, tủ bông á. Mấy con kia ta nuôi không được như mình đâu, tại cho mình tắm sạch chải quá á. À. Cái lông em nó bung á, nó đẹp. Mẹ ơi, mẹ con đâu nè. Chú ơi. Chú không? Mẹ ơi, mẹ ơi. Hôn mẹ đi, hôn mẹ một cái đi. Hôn mẹ là mẹ bồng. À, nhiều, nó khôn, nhiều con nó khôn lắm chị. Cho nó đứng dậy được không? Cho nó đứng kêu, chị kêu nó đứng dậy được không? Mẹ kêu nhưng mà đứng lên, đứng lên, đứng lên mẹ bồng nào. Đứng lên. Đứng lên mẹ bồng. Con đứng lên đây này, cũng dơ lắm, chợ dơ. Con đứng lên đây mẹ bồng, nó sợ, nó biết, nó khôn lắm. Nó khôn lắm, dơ 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 hả con? Đứng lên mẹ bồng, đứng lên mẹ bồng, không đi không đi, đứng lên mẹ bồng, nhảy lên nhảy lên nhảy lên nhảy lên là mẹ thương, không còn dơ dơ. Đứng lên mẹ bồng, đứng lên mẹ bồng, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nó còn cái gì nó mới đứng không? Nó đòi trèo lên đây lại, nó đòi trèo lên lại sẽ đấm là bị chân dơ. Mẹ không cho dưới đất là ý nó tìm cách trèo lên đó. Cái này được mấy tháng rồi, nó mấy tháng rồi chị? Nó 2 tuổi rưỡi rồi. 2 tuổi rưỡi rồi. Trời ơi, ok. Trời ơi. Rồi. Rồi, hai em dậy được rồi. Dễ thương không? Ngoan hả, ngoan hả? Trời, dễ thương, từ từ, từ từ, còn nữa, thấy dễ thương mà. Ý là nó mặc áo vô cho nó đó. Ừ, mặc áo vô nó. À, mặc áo vô cho lại vậy nè. Con đưa tay vào đi, con đưa tay. Chị nói cái động tác nào cho nó dễ làm được không? Cho nên cho nó tự làm. Đưa tay lên, đưa tay mẹ vào. Đưa tay. À. Đưa tay lên. Đưa tay mẹ mặc áo vào. Rồi. Rồi con chơi đi. Chơi đi. Không có đi đâu. Không có đi, con ngồi yên rồi mẹ thương. Thương quá. Cái tên gì, nói tên gì kêu nó. Cà chua. À, cà chua, cà chua. Cà chua chú kêu con. Cà chua, cà chua. Cà chua đâu? Cà chua cái này nè. Cà chua, cà chua. Cà chua mẹ đâu? Thấy người lạ nó tức đó. Đó, mẹ Phượng kêu á. Mẹ Phượng á, nãy giờ tức á, mẹ Phượng tới mà không. Đứng dậy cà chua ơi. Nó bực mình á, quay nó bực mình á. Cà chua, giận rồi, không thèm nhìn đây luôn á. Chua nào mẹ âu, mẹ có âu, không nhìn đâu. Ở nhà khó chụp hình nó lắm. Ở nhà đó hả? Anh mắc cỡ hả? Nó không cho chụp. Ai biết nó đâu. Con hôn mẹ làm sao? Con ôm mẹ đi. Dễ thương không? Wow. Mẹ đi chơi hả? Mẹ bồng em đi chơi hả? Mẹ bồng em đi chơi. Ok, cà chua, cà chua, cà chua. Cà chua, trời giống gấu quá. Hôn hôn mẹ cái đi, nó hôn mẹ cho ta. Hôn mẹ cái đi, lít chứ không phải nó hôn luôn, không phải lít. À. Con hôn mẹ đi, hôn mẹ đi rồi mẹ bồng đi chơi nào. Tại em đưa cái máy quay á. Con hôn mẹ đi, chứ mỗi lần chị bồng nó hôn đi rồi mẹ cho đi chơi là biết chứ. À, nó hít 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 hả? Con hôn mẹ đi, hôn đi, hôn đi. Con hôn mẹ đi, nó hít hít đó, đưa cái mặt vô thì nó vẫn hít, hôn đi. Chắc có người lạ. Mấy em nhìn cái quay, có được rồi. Nó không chơi chụp hình, chụp hình nó ghét.
Dứt khoát là không có chụp hình được. À. Ôi, ôi. Thương không? Đây. Chúa ơi. Cà chua, cà chua, cà chua. Cà chua. Cà chua, cà chua. Cà chua. Mới tắm hôm qua. Cà chua. Em ăn đồ nên sạch sẽ đó. Ăn phong ừ, cái này là mình phải tắm nó liên tục với chị hả? 3 ngày làm chị mới tắm em, chị sợ nó bệnh. 3 ngày tắm lần. Nó ăn uống là dễ không chị? Ăn thơm thịt tắm qua. Thịt heo. Bà xíu. Ăn phô mai, buổi sáng một phô mai. Em ơi, mẹ nè. Mẹ em nè. Cà chua ơi. Chua ơi, Út đâu? Mẹ Út đâu? Dạ được quá. Wow, cà. Ở nhà không có chân cấp đâu, dơ. Cha xuống đất. Ở nhà thì nó không nhà đó. Chị là cái sàn gỗ à, là ở đây chị đang ngồi trên này là nó không chạy, nó đi nhà hàng kìa hay là đi cà phê gì nó cũng có một cái ghế nhựa vậy riêng ngồi à. Nó tự nó ngồi à, tự nó ngồi. Nóng em sao à, biết bây giờ nó bắt phải mặc vậy đó, nó ngồi chơi đi đó là ghế, nó một ghế mẹ ở nhà ghế. Em hai à. Con giống như về mình được cái màu khác mẹ em ghế màu bà sữa với là màu hoàng nâu hoàng nó vàng cái nó mẹ để người một cái màu kỳ quá hả mẹ luôn lắm mẹ nó khôn lắm. Chị gọi nó ai, chị gọi nó ai để kỷ niệm. Gọi nó ai đây. Ủa này được cái gái kìa. Cái gái mẹ ha hạnh kìa, hạnh về kìa. Cảm ơn hạnh lắm. Con gái mẹ, con gái hạnh quá nè. Qua đây mẹ. Dèo lên. Khôn lắm, khôn lắm. Nó sủi dữ không chị? Nói xin lỗi chứ con cá kia nó dưỡng nhà mà lắm cá này á mình chưa thấy ai hết á, người nhà giờ chưa thấy ai hết định lại sủa là uống thôi từ đâu rồi ở lầu lầu ba mà dưới nó không biết luôn cùng qua lâu lâu cũng đi làm đẹp nó chứ hả, nó mới làm đẹp về nè. Nó mới làm đẹp về, còn 3 ngày là tắm lòng. Tắm có 2 ngày tắm mà tự tắm xong rồi xúc phóng xúc đồ. Dễ thương hả? Sao? Không rồi giờ về đắp đồ. Cái ăn còn bậy, cho ăn hạt là kìa. Không không, nó ăn phô mai xúc xích. Thì đúng rồi, cho ăn hạt thịt chỉ phụ thôi, còn nó ngủ không, chơi không, đi, hạt, nó quen chuyện nó không bao tử. Coi như là chị bỏ này là nó chạy xuống đất là nó không không có chạy xuống. Trời ơi, nó còn biết một cái gì đó. À. Đối với nó là không còn biết một cái gì. À, biết là quen xuống là nó không có cái đuôi em biết chứ mười mấy cái áo gì áo cà chua 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 rồi đang ừ. Gì nó biên cái đó thôi à, rồi, rồi nhảy lên nó nhảy lên cho nó ăn ngày 2 lần không chị hay cho nó ăn ba lần chứ nó ăn như con người á, sáng cục phô mai, trưa cục xúc xích, chiều là ăn cái đùi gà là đùi vịt hoặc là bộ lòng vịt hoặc là ăn cái mua 15.000 cái xí quýt bò đó, người ta bán dạ. Nó ăn dữ lắm còn không ăn cơm ăn gì đó.